Hello, em xin chào tất cả các bác. Em lên sóng một chiếc đồng hồ treo tường thương hiệu là Citizen Sa Băng. Khung gỗ dày rất đẹp, đẹp xuất sắc. Số giờ là số nổi. Chiếc này hoành to lắm nha các bác. Hoành của nó là 35,6 cm. Mặt này mặt kính. Mặt in Sa Băng này nằm dưới số 6. Viền kim loại nằm bên ngoài để giữ kính lên nha. Chiếc này được phủ vinyl bóng loáng. Chiếc này treo là rất sang nha các bác. Đồng hồ Nhật treo lên là thấy đẳng cấp của nó khác liền, tuyệt đẹp. Rồi cái kim hoa văn cũng rất đẹp luôn nha, kim cũng bằng kim loại. Số giờ thì số nổi nha, với lại cái mặt này rất to, tại hoành của nó là gần 36 cho nên mình nhìn giờ rất dễ. Gỗ này cũng dày cũng nha các bạn. Bác nào thích thì alo em hoặc kết bạn Zalo qua số điện thoại nha, 0918120267, để các bác có thể xem được nhiều sản phẩm khác bên em và mình dễ dàng gửi ảnh qua lại nha, gửi video thì cho các bác xem chi tiết hơn nữa. Em kết thúc video, chào tất cả các bạn.